Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Một thành viên NATO tuyên bố quốc tang tưởng nhớ thủ lĩnh Hamas, chặn hợp tác của Liên minh quân sự với Israel. Ngày 1 tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo nước này sẽ tổ chức quốc tang ngày 2 tháng 8 giờ địa phương để tưởng nhớ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas Ismail Haniyeh tử vong vì bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Theo hãng tin AFP đăng tải trên mạng xã hội X, ông Erdogan nêu rõ ngày quốc tang sẽ được công bố để đoàn kết với sự nghiệp của người Palestine và đoàn kết với những người anh em Palestine của chúng ta. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ ám sát nhằm vào ông Haniyeh và cho rằng đây là hành động đê hèn nhằm phá hoại sự nghiệp của người Palestine, làm mất tinh thần và đe dọa người Palestine. Nhà lãnh đạo khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine chủ quyền và độc lập. Tuyên bố được đưa ra sau khi thủ lĩnh phong trào Hamas ở Dải Gaza, Ismail Haniyeh, tử vong trong một cuộc ám sát tại nơi ở của ông ở thủ đô Tehran, Iran, rạng sáng 31 tháng 7. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn sự hợp tác giữa Liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO mà quốc gia này là thành viên với Israel. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng NATO không nên hợp tác với Israel như một đối tác cho đến khi cuộc xung đột kết thúc. Sau cuộc tấn công của Israel ở Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ và dừng mọi hoạt động thương mại song phương với quốc gia Trung Đông này, đồng thời lên án các đồng minh phương Tây vì ủng hộ Israel. Các nguồn tin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ quyết mọi hoạt động của NATO với Israel, coi cuộc chiến của Israel ở Gaza là vi phạm các nguyên tắc sáng lập của NATO. Theo các nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì lệnh phong tỏa này và không cho phép Israel tiếp tục hoặc thúc đẩy tương tác với NATO cho đến khi xung đột kết thúc, vì họ tin rằng hành động của Israel ở Gaza vi phạm luật pháp quốc tế và quyền con người phổ quát. Israel là đối tác của NATO và đã thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với Liên minh quân sự và một số thành viên của Liên minh, đặc biệt là với Mỹ. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm qua, 1 tháng 8, cảnh báo Israel đã vượt qua ranh giới đỏ khi giết chết chỉ huy quân sự hàng đầu của lực lượng này, ông Fuad Shukr, và ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Ông Nasrallah tuyên bố, việc đáp trả Israel là không thể tránh khỏi. Tuyên bố của ông Hassan Nasrallah đưa ra tại lễ tang chỉ huy quân sự Fuad Shukr cũng khẳng định Hezbollah sẽ đưa ra phản ứng thực sự, không phải mang tính biểu tượng. Đồng thời cho biết, cuộc chiến với Israel đã bước vào một giai đoạn mới và sẽ diễn ra trên mọi mặt trận. Cũng trong ngày hôm qua, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi tuyên bố sẽ có phản ứng quân sự đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Iran và đại diện các nhóm vũ trang đến từ Lebanon, Yemen và Iraq cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào tối qua để bàn biện pháp trả đũa Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc xâm lược nào sau những lời đe dọa trả thù vụ giết hại Ismail Haniyeh và Fuad Shukr. Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp tại Tel Aviv, ông Netanyahu nhấn mạnh sự quyết tâm của Israel trong công việc bảo vệ quốc gia và đối phó với mọi mối đe dọa từ bên ngoài. Chính phủ hiện đang tăng cường các biện pháp phòng thủ và chuẩn bị các phương án ứng dụng đảm bảo an ninh. Israel đã chuẩn bị rất kỹ cho mọi tình huống, cả phòng thủ lẫn tấn công. Chúng tôi sẽ đòi một cái giá rất đắt cho bất kỳ hành động tấn công nào chống lại chúng tôi từ bất kỳ mặt trận nào. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã cảnh báo người dân nước này phải hết sức thận trọng khi đi du lịch nước ngoài và cho biết Iran hoặc các đồng minh Hamas và Hezbollah có thể tấn công các cơ sở của Israel hoặc người Do Thái bên ngoài đất nước. Iran ban kế hoạch trả đũa Israel, Mỹ gửi thêm quân đội hỗ trợ Tel Aviv. Theo Guardian, trong ngày 1 tháng 8, chính phủ Iran đã đưa ra thông báo về việc đóng cửa không phận Tehran trong bán kính 2 km vì các hoạt động quân sự tại khu vực này. Bên cạnh đó, quân đội Iran cũng triển khai thêm nhiều hệ thống phòng không tới thủ đô. Truyền thông Iran nói rằng, việc đóng cửa không phận là để bảo vệ an toàn cho những người tham dự lễ tang của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Tuy vậy, một số quan chức Iran tiết lộ rằng đây là động thái liên quan tới việc chuẩn bị cho kế hoạch tấn công và trả đũa Israel. Iran và các mặt trận kháng chiến đang xem xét cách đáp trả tương xứng. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra và Israel sẽ hối tiếc vì hành động của họ, tướng Mohammad Bagheri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran cho biết. Trong khi đó, lãnh đạo Houthi Abdul Malik al-Houthi khẳng định lực lượng này sẽ có những động thái trả đũa với Israel, phải có phản ứng quân sự với tội ác này, ông al-Houthi nói. Cùng ngày, Nhà Trắng đã thông báo về kế hoạch triển khai thêm quân đội tới Trung Đông để hỗ trợ Israel phòng thủ sau vụ ám sát chỉ huy Fuad Shukr của Hezbollah và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Thông báo được đưa ra sau cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về kế hoạch triển khai quân đội. Truyền thông Mỹ cho biết, Tổng thống Biden đã cam kết hỗ trợ Israel phòng thủ trước mọi nguy cơ từ Iran, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông Netanyahu cầm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Phó Tổng thống Kamala Harris được cho là cũng tham gia vào cuộc gọi này. Theo một nguồn tin, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran bằng một thiết bị nổ đã được giấu kín trước đó vài tuần. Chia sẻ với CNN, nguồn tin cho hay quả bom được giấu trong nhà khách nơi ông Haniyeh được cho đã ở khoảng 2 tháng trước và được kích nổ từ xa ngay khi thủ lĩnh Hamas vào trong phòng. Trong khi đó, chính phủ Iran và nhóm vũ trang Hamas cáo buộc Israel đã thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh, song Israel hiện chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận liên quan tới vụ việc. Còn theo nguồn tin, các quan chức Mỹ chỉ được giới chức Israel thông báo tóm tắt về hoạt động này sau khi vụ ám sát được tiến hành. Trước đó, truyền thông Iran và nhóm Hamas cho hay ông Haniyeh đã thiệt mạng khi một tên lửa bắn từ bên ngoài tòa nhà. Nhưng nguồn tin khẳng định thực tế, quả bom đã được tuồn vào bên trong nhà khách, nơi được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bảo vệ. Điều này cho thấy lỗ hổng an ninh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Phía Iran chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Xét về mặt chiến lược và biểu tượng, cái chết của ông Haniyeh là một đòn giáng mạnh đối với Hamas, bởi ông này là nhân vật nổi tiếng nhất của Hamas và là người đứng đầu các hoạt động chính trị của nhóm. Ông Haniyeh còn là thủ lĩnh cấp cao thứ hai của Hamas bị sát hại kể từ khi Israel triển khai chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Dù thủ lĩnh chính trị Hamas Haniyeh không có vai trò quan trọng về mặt quân sự, nhưng cái chết của ông này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin ở dải Gaza đang diễn ra. Hôm 1 tháng 8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau một loạt các cuộc tấn công nhằm vào đối thủ trên nhiều mặt trận trong khu vực, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến lan rộng. Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước mọi tình huống, cả về phòng thủ lẫn tấn công, ông Netanyahu nói. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra sau cái chết của hai nhân vật cấp cao được Iran hậu thuẫn là ông Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas, và chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, Fuad Shukr. Trong đó, Israel xác nhận đã tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon để tiêu diệt tướng Su, người bị Israel cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ tấn công vào cao nguyên Golan, khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cũng trong ngày 1 tháng 8, quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh cánh quân sự của Hamas, Muhammad Deif, đã thiệt mạng trong vụ không kích vào phía nam dải Gaza hôm 13 tháng 7. Bình luận về cái chết của thủ lĩnh Hamas Deif, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, ông ta là đối tượng bị truy nã số 1 của Israel trong suốt nhiều năm. Việc loại bỏ ông ta củng cố nguyên tắc đơn giản mà chúng tôi đã thiết lập. Những ai làm hại chúng tôi sẽ làm hại họ.